Một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng cực lớn với các đối tượng cầm đầu là người nước ngoài vừa được Công an Nghệ An triệt phá, thu giữ 30 bánh heroin và 18 kg ma túy dạng đá. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An phát hiện một đường dây ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam do các đối tượng người Lào cầm đầu. Chuyên án được xác lập để đấu tranh. Cái nhóm đối tượng này thì chủ là người Lào, mà đối tượng vận chuyển cùng người Lào chứ không phải người Việt Nam. Các đối tượng chủ thì nằm tại Vinh, các điểm khác gây lại được các chuyên án khác là đối tượng chính là nằm tại Vinh, nằm tại các khách sạn ở Vinh, để giao dịch bằng cái mạng xã hội Zalo, Facebook để mà kết nối với lại người mua bán với lại cái đối tượng vận chuyển thuê. Đối tượng chịu trách nhiệm vận chuyển hàng từ Lào qua Việt Nam, cắt rừng qua khu vực biên giới. Xác định đây là đối tượng hết sức manh động và có trang bị vũ khí nóng, ban chuyên án đã tiến hành họp và lên kế hoạch đưa ra những phương án đấu tranh một cách kịp thời, kỹ lưỡng, đồng thời tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để giám sát, nắm mọi di biến động của đối tượng. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 23 tháng 12, tại khu vực biên giới thuộc tỉnh Nghệ An, ban chuyên án phối hợp cùng đồn biên phòng Thanh Thủy và bộ chỉ huy biên phòng Nghệ An tiến hành phá án, bắt giữ hai đối tượng là Đa Xia Tụ Vàng sinh năm 1996 và Vư Sồng sinh năm 1999, cùng trú tại Mường Khăm Cợt, tỉnh Pô Ly Khăm Say, Lào. Tại hiện trường, thu giữ 30 bánh heroin, 18 kg ma túy dạng đá. Được biết, đây là hai đối tượng cầm đầu đường dây này. Khó khăn lớn nhất là hiện tại như thời tiết hiện tại như là đến khoảng 12 giờ đêm là trời rất mù. Trời ở trên đường mòn đấy là đến 3 giờ sáng là nhìn thấy, nhưng là cách khoảng 1 mét không nhìn thấy người. Đấy. Nên rất khó khăn. Mà mình mà tiếp cận gần đối tượng quá thì sợ lộ. Mà khi mà mình ở xa thì mình nếu cái tầm nhìn khoảng 2 mét là mình nhìn được đối tượng thôi. Nên rất khó trong quá trình chọn thời điểm mà chọn đối tượng để bắt, hơn là quan trọng nhất là mình bảo vệ an toàn được cho anh em ban chuyên án. Quá trình đấu tranh mở rộng, ban chuyên án bắt giữ thêm 3 đối tượng là Chia Đơ sinh năm 1964, Sổm Chay sinh năm 1993 và Di Và sinh năm 1997, cùng trú tại tỉnh Pô Ly Khăm Say, Lào. Đây là 3 đối tượng nằm trong đường dây có vai trò giao dịch mua bán và nhận tiền mua bán trái phép chất ma túy.